Chào mừng quý vị đến với chương trình Trên từng kênh tuyến phát sóng thứ 5 ngày 1 tháng 10. Góc bình luận ngày hôm nay sẽ mang đến với quý vị chủ đề Cuộc so găng đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ngay sau đây là những thông tin tại khu vực châu Á. Thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ kéo dài một năm lệnh phong tỏa. Hơn 1.300 người Hàn Quốc bị tiêm vaccine phòng cúm không đảm bảo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30 tháng 9 cảnh báo lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19 có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là một năm. Thời gian qua, chính phủ Israel bị phản đối do dỡ bỏ các quy định hạn chế quá nhanh chóng sau lệnh phong tỏa lần thứ nhất hồi tháng 3, tháng 4 năm 2020, cũng như việc chậm chạp trong việc tái áp đặt các quy định khi tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 bắt đầu tăng cao trong tháng 7 năm 2020. Tình hình dịch COVID-19 tại Israel hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, với hàng nghìn bệnh nhân mới mỗi ngày. Trước việc dịch bệnh chưa có dấu hiệu được cải thiện, thậm chí ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, chính phủ Israel ngày 18 tháng 9 đã triển khai lệnh phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn ở mức khoảng 7.000 người một ngày, và tình trạng vi phạm quy định diễn ra phổ biến, khiến chính phủ phải thắt chặt thêm quy định, chuyển sang phong tỏa gần như hoàn toàn từ ngày 25 tháng 9. Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan cho biết nước này sẽ đón đoàn khách du lịch nước ngoài đầu tiên trên một chuyến bay từ Trung Quốc vào tuần tới, đánh dấu việc tái khởi động từng bước lĩnh vực du lịch, vốn chịu thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chuyến bay đầu tiên này sẽ có khoảng 120 khách từ Quảng Châu bay trực tiếp đến một khu nghỉ dưỡng tại Phuket. Khách nước ngoài được cấp phép vào Thái Lan sẽ được tiếp tục giám sát dù đến từ các nước được xem là có nguy cơ thấp, theo đánh giá của chính phủ Thái Lan. Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.559 ca mắc COVID-19, trong đó có 59 ca tử vong. 1.362 người dân Hàn Quốc đã bị tiêm vaccine phòng cúm không đảm bảo do vaccine bị để ở nhiệt độ phòng thay vì bảo quản ở môi trường lạnh để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn sử dụng của vaccine. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang điều tra làm rõ vụ việc tiêm vaccine phòng cúm không đảm bảo này. Thông thường, vaccine được bảo quản ở dạng nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C và việc bị để ở môi trường nhiệt độ phòng quá lâu có thể khiến vaccine mất hiệu quả sử dụng và không thể ngăn ngừa dịch bệnh mà vaccine phòng ngừa. Chưa tính đến hiệu quả của loại vaccine bị giảm sút, giới chức y tế Hàn Quốc chưa thể xác định được loại vaccine để ở nhiệt độ phòng có an toàn cho người sử dụng hay không. Kết luận về vấn đề này dự kiến sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Sáng 1 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Surigao del Sur, miền nam Philippines. Theo Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 16 km. Các chuyên gia cho biết trận động đất sẽ kéo theo nhiều dư chấn, nhưng sẽ không gây thiệt hại. Tiếp nối chương trình là các thông tin đến từ châu Âu. Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp. Anh cân nhắc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Chính phủ Cộng hòa Séc đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế nước này, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 5 tháng 10 với thời hạn 30 ngày, cùng với các biện pháp hạn chế mới để ứng phó với dịch COVID-19. Quy định của tình trạng khẩn cấp được Cộng hòa Séc ban bố lần này sẽ không áp dụng với biện pháp hạn chế hoạt động của người dân như đã áp dụng trong lần trước, từ ngày 12 tháng 3, ở giai đoạn đầu chống dịch vào mùa xuân, mà chủ yếu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người trong thời gian rảnh rỗi và ngày nghỉ, đối với những địa phương có mức độ rủi ro lây nhiễm cao. Cộng hòa Séc không đóng cửa biên giới, các cửa hàng, các nhà hàng vẫn được phép hoạt động, tuy nhiên hạn chế số người và thời gian mở cửa. Theo đó, kể từ ngày 5 tháng 10, chính phủ Cộng hòa Séc giới hạn số lượng tham gia đối với các sự kiện tập trung đông người, 10 người đối với sự kiện trong nhà và 20 người đối với sự kiện ngoài trời. Ngày 1 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo về việc Moscow sẵn sàng mời Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan tới thảo luận về tình hình hiện nay. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định nước này sẽ tiếp tục làm việc cả riêng rẽ lẫn chung với các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE để làm trung gian cho cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở vùng lãnh thổ ly khai Nagorno-Karabakh. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp và lên tiếng kêu gọi các lực lượng Armenia và Azerbaijan lập tức ngừng giao tranh tại khu vực Nagorno-Karabakh. Ngày 30 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cảnh báo rằng nước này có thể áp đặt thêm các biện pháp để kiềm chế đại dịch COVID-19 lây lan nếu tình hình tiếp tục xấu đi tại Anh.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh cũng bảo vệ những biện pháp mới nhất mà chính phủ đưa ra trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông cho rằng số lượng ca mắc mới COVID-19 và sự gia tăng về các trường hợp tử vong cho thấy vai trò quan trọng của kế hoạch phòng chống dịch. Ông khẳng định các biện pháp mới cần thời gian để hiệu quả. Vì vậy, người dân cần kiên nhẫn, chia sẻ và hợp tác. Tuyên bố của Thủ tướng Johnson được đưa ra sau khi Anh thông báo có thêm 7.108 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 30 tháng 9, nâng tổng số ca tại nước này lên 453.264 ca. Trong khi đó, số ca thiệt mạng vì COVID-19 là 41.143 ca. Ngày 30 tháng 9, chính phủ Na Uy thông báo nước này và Anh đã đạt được một thỏa thuận song phương về lĩnh vực đánh bắt cá trước khi Anh rời khỏi thị trường chung của Liên minh châu Âu-EU vào cuối năm nay. Thỏa thuận khung có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ quy định các biện pháp kiểm soát, nghiên cứu và hoạt động cấp giấy phép, cũng như tạo điều kiện trao đổi hạn ngạch và tiếp cận các vùng biển của nhau. Những tin tức từ châu Mỹ sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Mỹ Latin là khu vực khó kiểm soát COVID-19 nhất trên thế giới. Venezuela nối lại hoạt động hai nhà máy lọc dầu. Khu vực Mỹ Latin đang là nơi bị tác động và khó kiểm soát nhất dịch COVID-19, khi chiếm tới 33,8% số ca tử vong và 27% số ca nhiễm trên toàn cầu. Đây là kết luận được đưa ra trong cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng Quản trị Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ, PASO, nhánh châu lục của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Trong đó, tổng kết Mỹ Latin đã ghi nhận hơn 338.000 ca tử vong và 9,2 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Trong số 10 quốc gia có số ca lây nhiễm cao nhất thế giới, đã có 5 nước Mỹ Latin, gồm Brazil đứng thứ 3, Colombia đứng thứ 5, Peru đứng thứ 6, Mexico thứ 8 và Argentina thứ 9. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo nước này đã khôi phục hoạt động hai nhà máy lọc dầu và Venezuela đang tự cung tự cấp xăng dầu phục vụ nhu cầu trong nước. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không nói rõ hai nhà máy lọc dầu nào, chỉ nói thêm rằng dù khôi phục lại hai nhà máy thì nước này vẫn mua xăng từ nước ngoài trong tháng 10 và các tháng tiếp theo. Ông Maduro cũng cho biết Venezuela đang sản xuất mọi thứ cần thiết cho tiêu dùng nội địa. Trước đó, giới chức Venezuela cho hay Iran là bên cung cấp các thiết bị của nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào công ty khí đốt và dầu mỏ nhà nước Venezuela, PDVSA, và các chi nhánh để tịch thu tài sản nước ngoài, ngăn chặn công ty hoàn thành các giao dịch. Ngày 30 tháng 9, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn, chỉ vài giờ trước thời hạn chót nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa. Với tỷ lệ bỏ phiếu 84/10, các nghị sĩ tại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa cho đến ngày 11 tháng 12 tới. Động thái sẽ tạo ra một cuộc chiến pháp lý khác ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Dự luật trên cũng đã được Hạ viện thông qua vào đầu tháng này và đang được chuyển tới Tổng thống Donald Trump ký thành luật trước nửa đêm 30 tháng 9 theo giờ Mỹ để duy trì hoạt động của chính phủ. Việc thông qua dự luật vào phút cuối được đưa ra sau khi Thượng viện phản đối dự luật vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự của Tòa án tối cao. Một báo cáo mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy thâm hụt trong hoạt động thương mại hàng hóa của nước này đã gia tăng trong tháng 8 năm 2020 khi hoạt động nhập khẩu tăng mạnh do các doanh nghiệp xây dựng lại các kho hàng đã sớm cạn kiệt trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Báo cáo trên cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 8 năm 2020 đã tăng 3,5% lên mức 82,9 tỷ đô la Mỹ. Trong đó nhập khẩu hàng hóa tăng 3,1% lên 201,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu hàng hóa tăng 2,8% lên 118,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy ghi nhận tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa, điều đó không làm thay đổi kỳ vọng của giới quan sát về khả năng GDP của Mỹ sẽ tăng mạnh trong quý 3 năm 2020 sau khi giảm mạnh nhất kể từ năm 1947 trong quý 2 năm 2020. Tiếp theo chương trình là mục góc bình luận. Bầu cử Tổng thống Mỹ chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Kết quả bầu cử năm 2016 là một bất ngờ khá lớn đối với nhiều chuyên gia và giới quan sát chính trị, cả trong và ngoài nước Mỹ. Bầu cử năm 2020 được dự đoán sẽ tiếp tục là cuộc đấu ngang ngửa với những diễn biến hết sức bất ngờ có thể diễn ra vào phút cuối. So với cách đây 4 năm, tình thế hiện tại đang không mấy thuận lợi đối với ông Trump, không phải vì ông Trump bị tụt hậu rõ nét so với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, mà bởi vì hiện tại ông Trump chẳng khác gì phải giải trình về những kết quả cầm quyền trong nhiệm kỳ sắp kết thúc. Trong khi cách đây 4 năm thì ông chỉ tập trung vào việc phê phán thành quả 8 năm cầm quyền
của ông Barack Obama. Các bình luận ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị cái nhìn rõ nét hơn về cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Khi so sánh hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden, có thể thấy rằng một số điểm mạnh và hạn chế của hai bên nhiều năm tham gia chính trường đã mang lại cho ông Joe Biden những mối quan hệ quan trọng trong giới tinh hoa chính trị ở Mỹ. Sự ủng hộ của giới chức trong Đảng Dân Chủ là yếu tố mang tính quyết định giúp ông Joe Biden lật ngược thế cờ trong cuộc bầu cử sơ bộ giành vị trí ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lợi thế của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ chưa hẳn đã có nhiều tác dụng trong cuộc chạy đua với ông Donald Trump. Từ một doanh nhân được cho là không có kinh nghiệm chính trị, ông Donald Trump đã chứng tỏ khả năng quản trị đất nước, mặc dù còn có những tranh cãi về một số chính sách đối nội và đối ngoại mà ông đưa ra và được triển khai trong thời gian qua. Hay mới đây nhất là cách đối phó với dịch bệnh COVID-19 và các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc. Tháng 9 vừa qua là tháng cao điểm đối với cả hai ứng cử viên khi hành trình vận động bầu cử diễn ra liên tục tại các thành phố trọng điểm chiến lược trên đất Mỹ. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giành chiến thắng ở Minnesota vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9 khi ông và đối thủ Joe Biden vận động tranh cử tại bang này, một trong bốn bang nơi đang tiến hành bỏ phiếu sớm. Thật không thể tin được, mọi gia đình ở Minnesota đều cần được biết đến về kế hoạch cực đoan của Joe Biden khi ông ta muốn tiểu bang của bạn ngập tràn với dòng người tị nạn từ Somalia và từ nhiều nơi khác trên khắp hành tinh. Và bạn thích Omar phải không? Biden đã hứa sẽ tăng 700% trong tuyên ngôn với Bernie phải không? Việc cho phép nhập cảnh người tị nạn từ những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, bao gồm Yemen, Syria và Somalia đã tăng 700%. Chúc may mắn Minnesota, hãy tự mình tận hưởng. Bởi vì nếu tôi không ở đây, nếu tôi không thắng, tôi không biết mình sẽ ở đâu. Nhưng có lẽ tôi sẽ đến gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo. Bang của bạn sẽ bị tiêu diệt nếu Biden giành chiến thắng. Đó là những gì sắp xảy ra. Tôi đã chứng kiến trong nhiều năm, họ đã đối xử với các bạn không đúng. Họ đã đối xử không đúng mực với Minnesota. Trump vượt qua Biden trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, ông vẫn đang phải cố gắng bù đắp ở Minnesota, nơi mà ông đã mất khoảng 1,5 điểm phần trăm trước đảng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton vào năm 2016. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đã giúp Biden dễ dàng dẫn đầu ở Minnesota. Trang web theo dõi cuộc thăm dò Real Clear Politics cho thấy Biden đã tăng trung bình 10,2 điểm phần trăm trong ngày 11 tháng 9 năm 2020. Bên cạnh đó, ông Biden cũng công khai chỉ trích đương kim Tổng thống Donald Trump thất bại trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 ở nhiều bang của Mỹ. Trump nói rằng nếu bạn đang sống ở một bang như Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, các bang có thống đốc Đảng Dân Chủ, bạn không phải là vấn đề của ông ấy. Ông ấy không có nghĩa vụ gì với bạn. Ông ấy không có trách nhiệm với bạn với tư cách là Tổng thống, gia đình bạn hay sức khỏe của bạn. Tôi chưa từng thấy một nhiệm kỳ Tổng thống nào như vậy cả. Tôi không cam kết trung thành với các bang đỏ của Mỹ hay các bang xanh của Mỹ. Tôi cam kết trung thành với Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, một quốc gia không thể chia cắt dưới quyền của Chúa. Cuối cùng, cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã diễn ra tối 29 tháng 9 theo giờ Mỹ. Trong một cuộc tranh luận được coi là hỗn loạn nhất trong lịch sử các cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Trong cuộc đấu khẩu và công kích lẫn nhau này, người chiến thắng được coi là người ra về với ít tổn hại hơn cả. Và xét trên khía cạnh đó, thì dường như ông Biden đang có lợi thế hơn sau cuộc tranh luận này. Tuy nhiên, việc ai thắng ai trong cuộc tranh luận này có quyết định đến lá phiếu của cử tri. Lịch sử đã cho thấy các cuộc tranh luận không làm thay đổi hoàn toàn cách đánh giá của cử tri, nhưng nó có thể kích hoạt một quá trình để củng cố một thắng lợi vang dội hoặc dẫn tới một cuộc lật đổ ngoạn mục. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ bước vào sân khấu nhưng không bắt tay nhau. Điều này được lý giải là để đảm bảo quy tắc phòng tránh COVID-19. Sáu chủ đề tranh luận gồm hồ sơ của hai ứng viên, tòa án tối cao, đại dịch COVID-19, phân biệt chủng tộc và bạo lực tại các thành phố, tính liêm chính của cuộc bầu cử và nền kinh tế. Đúng như dự đoán, ông Trump liên tục tung các đòn chỉ trích cá nhân vào Biden, nói rằng ông không làm gì được trong 47 năm trong chính quyền và công kích trí thông minh của ông Biden. Đáp lại, ông Biden cũng dùng những ngôn từ gay gắt như tên hề, tổng thống tệ nhất và cún yêu của Putin để nói về ông Trump.
Ông ấy can thiệp vào tòa án tối cao và cố gắng loại bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền. Điều này sẽ khiến 20 triệu người mất đi bảo hiểm nếu đạo luật được đưa lên tòa án. Tôi không biết ông ấy lấy con số đó ở đâu. Vấn đề lớn hơn mà ông gặp phải là ông sẽ hủy hoại 180 triệu người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân mà họ đang rất hài lòng. Cuộc tranh luận chuyển sang chủ đề COVID-19 sau hồi tranh luận không hiệu quả về tòa án tối cao và hai ứng viên phần lớn tập trung công kích nhau. Ông ấy biết từ hồi tháng 2 rằng cuộc khủng hoảng này nghiêm trọng như thế nào. Ông ấy biết đó là một căn bệnh nguy hiểm chết người. Ông ấy đã làm gì? Ông ấy thừa nhận mình biết điều đó, nhưng không nói với chúng tôi hay đưa ra cảnh báo cho mọi người. Vì ông ấy không muốn làm người dân Mỹ hoảng sợ. Ông ấy mới hoảng sợ. Khi tôi đóng cửa nền kinh tế, ông nói tôi bài ngoại, tôi phân biệt chủng tộc, vì ông nghĩ rằng tôi không nên đóng cửa đất nước chúng ta. Ông nghĩ rằng nó thật khủng khiếp, rằng không nên đóng cửa thêm 2 tháng. Nhưng với cách làm đó từ sớm, trên thực tế, tiến sĩ Fauci nói rằng Tổng thống Trump đã cứu sống hàng ngàn người. Hai ứng viên dành quá nhiều thời gian để công kích lẫn nhau, khiến họ không trình bày rõ ràng được các khác biệt về chính sách, trong khi đây mới là điều các cử tri chưa quyết định cần nghe. Khi ngày bầu cử đang cận kề và khoảng 1 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, thật khó để xác định cuộc tranh luận đầu tiên có thể thay đổi quỹ đạo của cuộc đua như thế nào. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy Biden đang dẫn trước Trump. Theo thống kê của CNN, Tổng thống Trump đã nói nhiều hơn cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên, 39 phút 6 giây cho ông Trump và 37 phút 56 giây cho ông Biden. Tổng thống Donald Trump và phe Đảng Cộng hòa cũng ý thức được rằng năm nay khác so với năm 2016 ở chỗ. Chỉ với lá phiếu của bộ phận cử tri trung thành và truyền thống như hồi năm 2016 không thôi thì chắc chắn không thể đủ để tái đắc cử. Và vì thế muốn được tái đắc cử thì vừa phải tranh thủ được bộ phận cử tri này, vừa phải tranh thủ được bộ phận cử tri là người da đen, phụ nữ và có gốc xuất thân nước ngoài. Trong khi đó, theo ông Joe Biden cũng có con bài riêng của mình để hướng tới chiếc ghế quyền lực Tổng thống Mỹ trong năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức về bầu cử Mỹ trong những chương trình tiếp theo. Đến đây, chương trình Trên từng kênh tuyến xin được kết thúc. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.